Hello, chào anh em. Clip này mình sẽ chia sẻ một số thứ về cái Sport Arkman này. Thì hiện tại thì game nó phát cho anh em những cái gear free cũng khá khá. Thì anh em cố gắng một chút thì sẽ đủ gear có thể vào được Arkman và kiếm tiền. Cái Sport Arkman này một là một trong những sport được nhắc đến nhiều nhất trong game, tại vì nó ngon mà. Ok. Thì tại sao nó ngon? Tại vì tiền nó mang lại lợi ích rất là nhiều. Ví dụ như nó drop những cái thứ rất là quan trọng để các bạn phát triển thêm, như là mấy cái scroll để làm ra memory fragment. Ok. Và cái tung rạch gearing. Ok. Nó rất cơ bản luôn các bạn, nó rất những cái thiết yếu. Và tiền tươi nó rác trong này là 7.000, nhưng mà nó drop rất là nhiều, rất là sướng mắt. Ok. Mob thì nó cũng gọi là cái gì, mob là mấy con quái các bạn. Thì những con này rất là thú vị, nó có CC, nó đánh như người thật vậy đó. Nó có những CC đánh rất là vui, thú vị. Các bạn quen cái spot này rồi thì các bạn sẽ ghiền cho coi, đảm bảo luôn. Nếu các bạn chưa ra bao giờ, đảm bảo luôn. NPC thì gần đó, NPC bước ra cửa cái đi một chút là sẽ tới NPC, có thể bán mua máu rồi có thể bắt cướp trở lại quốc liên tục đó, rất ngon đó. Khi các bạn quen rồi thì đây là cái thiên đường của cái game này luôn các bạn ạ. Các bạn có thể lặn trong cái spot này nửa tháng, các bạn chui ra một lần để đi xả roll rồi chui lại và ra tiếp, kiểu như là ở trong này được hoài luôn á. Và cái spot này cái thời mà khi mà các bạn đủ AB spot này thì thường là các bạn có một lựa chọn khác, nghĩa là đi Mirumok, là cái bậc ti mà đi ba thằng ở Kamashiva. Thì để tôi cho các bạn ví dụ là bây giờ cái spot đó hiệu quả nhất khi các bạn ride ba thằng à. Nhưng mà ví dụ như các bạn đã có bạn để ride rồi thì ví dụ hôm nay các bạn online, nó không online sao? Ê, alo, ride Mirumok mày, đang làm cái gì vậy? Hơi tao bận. Vậy là thọt một slot và phải tiễn slot. Tệ nhất là các bạn đéo quen biết nào hết à. Không có bè lũ để mà kéo đi Mirumok thì các bạn phải round trên kênh thế giới, nó mất thời gian cực kỳ luôn. Các bạn coi mấy cái đó nó nhỏ vậy chứ nó phiền phức. Và khi mà các bạn gặp phiền các bạn có thể bỏ qua, thôi tao không riêng nữa. Nhưng mà với cái Arkman này, khi các bạn vô cái spot là các bạn quẩy thôi. Một mình bạn các bạn chấp nhận, y tự nhiên tao nổi hứng, tao bay tao quất. Bay tao quất 1 tiếng cái tao nghỉ, tao ra tao bán rồi PC tao treo máy đó. Out ra hoặc là tap qua một cái character like skill khác, tao làm like skill quất bay vô quất lóc ra lóc vô, rất là tiện luôn. Ở trong đó nửa tháng 1 tháng là ra là các bạn lớn thêm một chút liền trong game này liền, ngon lắm. Ok. AB cần thiết như mình nói nãy, game nó cho một lượng ghi rồi, cố gắng tí nữa là được. Ok. Điểm yếu của cái spot này, có điểm mạnh phải có điểm yếu. Khó tìm lối vào là một, đi ngoài sa mạc tìm spot thì xui, nó vô Hystria. Vô cái spot đó là nó khác biệt hoàn toàn. Mình không muốn nói Hystria ở đây, mình không thích cái spot đó. Quái đó mình đánh không có CC gì, chán lắm. Ok. Cần kỹ năng nhiều hơn Mirumok. Ví dụ như Mirumok mà máy lát thì các bạn không chết, nhưng mà cái spot này mạng lát một cái, đứng một giây là lo sợ là vừa đi. Rất là dễ chết, đứng 5 giây là chết à. Đặc biệt là mới vô chưa biết gì là rất dễ chết. Xa nhà thì cái đường vô thì nó khó rồi, thì lúc về thì nó lại khó nữa đó. Rồi về phải vô lại nữa, rất là mệt mỏi. Thì mình mới nói là nếu mà đã vô thì đứng trọng nửa tháng tới một tháng luôn chơi vậy á. Và
Khi các bạn ở mấy guild mà nốt qua mà nó bắt các bạn nốt qua hàng ngày á, điều kiện như vậy á, thì các bạn vô à, thì các bạn phải ra vô ra nó phiền phức và nó mất thời gian. Ok, mình nghĩ là mình nói điểm mạnh và điểm yếu về cái class này, về cái spot này như vậy là đủ. Thì bây giờ mình có một số để ý về cái thực chiến nó như thế nào để mình note cho các bạn. Ok, nếu các bạn thắc mắc thì cái con Guardian trong clip nó ghi nó như vậy nè. Ok, thì tốc độ này nó ra được khoảng hơn 9k rác một giờ với một cái normal stroll drop rate. Thì nếu mà nó cắn cái advanced drop rate thì có thể hiểu là trên 12k một giờ. Con số đó thì cũng là lớn, nhưng mà cái tại vì cái gear của cái con này nó đã lớn rồi và nó là một class dễ. Như các bạn biết, mình chơi Musa trước và mình so với class này là class này nó ăn đứt về cái mảng Marine Arcman mà nói riêng luôn á, ăn đứt luôn á, ăn đứt. Ok, bây giờ là thực chiến. Ok, mình có mấy cái đoạn clip mà mình quay lại cái cảnh mà nó CC mình ở trong này, nó đánh mình. Ok, thì ở trong cái spot này nó có vài loại mob lận, thì các bạn không cần quan tâm quá nhiều, các bạn chỉ để hai con thôi. Cái con mập nhất này là con Elite, con này drop red ngon nhất, nó sẽ drop tung rát. Và cái con Guardian này nữa, hai con này drop ngon nhất, và cái con chạy cưỡi cưỡi sói drop cũng ngon. Thì anh em nên để ý hai con này thôi, hai con mập địch nè. Thì cái con này nó sẽ đánh knock down các bạn đó. Mình chơi theo cái style là mình ban không à, mình không có né skill, mình thích ban không à, mình chạy cối lắm. Thì cái con mập này hay bị con mập này đánh, nó đánh hai cái loại CC. CC là gì? CC là những hiệu ứng mà nó gây tác động lên bạn sẽ bất lợi, ví dụ như là té, bị đánh lùi, choáng. Ok, đó là CC. Thì con mập này nó đánh cái đầu, nó đánh mình choáng nha, lùi về nè, knock down nha. Cái thứ hai, mình dùng chiêu lên nó trước, tuy là cái animation của cái chiêu đó nó chưa hết. Thường thì xài hết chiêu mình sẽ lùi về, mình sẽ ship lùi á, nhảy lùi về thì nó đó đánh không trúng. Nhưng mà animation của mình lâu quá, nó đập xuống, chiêu của nó là kháng kháng cái lúc mà nó ra chiêu thì nó có cái giáp đằng trước, nó kháng cái CC của mình thì nó đập mình sẽ dính cái CC của nó. Nó sẽ giống như vậy đó, lăn lăn. Ở đây là gear của mình cũng khá rồi nên là không có chết, không có lo mất mạng. Nhưng mà game mà các bạn mới chơi thường thường vô đây là sẽ chết cái giai đoạn này nè. Cái con xoay xoay nãy animation nó rất lâu, các bạn trúng là các bạn sẽ té thôi, trúng là té đó. Chỉ cần nhớ hai cái con này là có thể sống. Cái thứ hai là để ý cái lượng quái nó chia đều ở trong cái room này. Ví dụ cái room này gọi là cái water room, ở trong cái Arcman nó có nước thì người ta gọi là water room, và room này là một trong những room lớn nhất của cái Arcman này luôn. Thì khi các bạn chơi cái room này á, thì bạn để ý những cái đám quái nó tập trung cụm cụm, và những cái cụm đó đó nó thường khoảng từ ít nhất là 4 con đến 10 con. Thì các bạn để ý clear hết từng cụm, đừng có để mà sót vài con, đừng để sót nhiều quá. Khi các bạn kéo nó qua cái cụm khác thì nó sẽ gây lộn xộn, hiểu không? Nó sẽ giảm tốc độ của bạn ra. Ok, đây là CC của cái con mà cái con nó cưỡi sói nãy mình nói, nó là cái con thứ ba gây khó chịu. Đừng để ý cái tung rạch này nha. Nè, con nó chạy lại nó đập cái bẹp. Con này nó CC mất cười lắm. Cái này là gọi là cái hiệu ứng này không phải knock down. Phải knock down không ta? Không phải. Nó là
cái hiệu ứng gì em quên mẹ rồi, nó đập cái bẹp xuống liền, bẹp nó chạy lên nó gõ là bẹp. Dễ bị con này CC lắm các bạn à. Để ý con này chạy lắm, nó hay chạy ra sau lưng nó gõ, nó chạy nó phóng tới khó đỡ lắm, nhanh lắm. Đó. Con mẹ nó. Đó mình ra và nó ra không kịp luôn rồi. À và khi các bạn mà kéo quái như mình nói mà clear không hết bãi này mà chạy qua bãi khác thì nó sẽ xuất hiện là khi các bạn chạy lại có những con nó vẫn còn mà những con nó chưa clear được. Thì dù các bạn mà chạy nhanh á thì các bạn khi các bạn vòng lại cái tour nó không có đều, thấy không? Đây là tốc độ mình ra nhanh thì có thể gặp trường hợp đó, nhưng mà khi các bạn mới chơi mà vô room này thì không có sợ, tại vì tốc độ các bạn clear không được như vậy thì nó spawn, nó hồi sinh sẽ sớm hơn. Ok. Đó, mình đánh ẩu lắm, mình đánh dở lắm các bạn ơi. Coi chứ được cái gear cũng hơi cao cao thôi chứ cùi lắm. Đó, bổ cái nó lại nó bổ cái là nóc bách à. Thường lắm. Nhẹ nhàng à. Ok. Và có thể mình dừng cái clip tại đây. Thì tại vì cũng hết cái để nói rồi. Nhưng mà nếu các bạn có gì muốn hỏi thì có thể comment dưới cái bot hoặc là ở đâu cũng được, YouTube hoặc là Facebook. Ok. Và mình có một cái clip để giới thiệu cái channel của mình. Sắp tới mình sẽ làm những cái clip về cái game này, đặc biệt là về life skill. Như đây là một clip combat đi PvE, nhưng mà mình thích làm life skill hơn. Ok. Mong là anh em ủng hộ, mình sẽ có động lực để mà làm tiếp. Hello anh em. Nếu đây là lần đầu tiên anh em xem clip của mình thì mình giới thiệu mình là Slicy. Mình chơi game này được 2 năm rồi và mình có một ít kinh nghiệm và mình cũng thích chia sẻ lên YouTube. Thì hồi trước mình làm clip không có chỉnh chu, mình làm rất là sơ sài, nhưng mà vẫn có một số bạn ủng hộ. Thì trong tương lai mình có dự định là mình sẽ đầu tư nhiều hơn và mình nói nhiều hơn, kỹ hơn về life skill PvE chẳng hạn. Game này thì có những cái đó mình biết nhiều và một số cái khác nữa, có thể có hứng thì mình sẽ làm những cái khác. Thì trước mắt thì mình sẽ focus vào những cái nghề như ví dụ như là gathering, hunting, cooking, alchemy thì có thể bỏ qua, mình không có theo nghề này nhiều, nhưng mà vẫn có thể sẽ nói so sánh với cooking chẳng hạn, processing, trading, farming. Vậy thôi, hai cái nghề này mình không theo. Chơi cho biết, mình cũng có thể nói về nó. Ok. Rất mong là được anh em ủng hộ. Thì anh em hãy ấn subscribe. Và mình sẽ có thêm động lực để mà nói hay hơn, nói cho chạy hơn. Ok. Ok. À quên nữa, mình muốn tuyển mem gui. Thì gui mình khá nhỏ thôi, chỉ là một gui casual, tự do, không có ép buộc gì cả. Bây giờ là giờ đêm và có 5 bạn online tính cả mình. Thì gui này chỉ vô mỗi ngày bấm collect tiền giùm mình thôi. Ý nhiều số quá. Collect tiền giùm mình thôi, chứ mà mình không có yêu cầu làm gì á. Ok. Vô online là tốt lắm rồi nha. Vậy nha. Anh em vô nói chuyện cho vui, có Discord sầm sàm gì đó. Ok, bye. Bye bye bye. À mà nói vậy thì nghe cùi quá. Phải nói thêm là
Gui cũng có búp gui đầy đủ nha, đủ xài nha anh em. Nói chung là những thứ cơ bản là có hết, chỉ là không hoạt động nhiều lắm thôi. Thì nếu sắp tới, nếu mà mình tuyển được anh em ổn ổn thì mình sẽ tổ chức đi qua như các gui bình thường. Cái chuyện này rất dễ anh em à. Ok, bye.